đến với kênh Người Kể Chuyện Mời các bạn nghe tiếp phần 20 Tác phẩm Gái Họ Vương của tác giả Bùi Ngọc Phúc Qua giọng đọc của Phạm Giảng Cả làng văn xá được phen náo loạn Vì thằng cháu nội nhà lão doãn mất tích Có lẽ sự việc hơn chục năm trước con bé vương hiền nhà ông nhanh bị chết đuối ở con mương tưới tiêu vẫn ám ảnh mọi người trong lúc nhà lão doãn ngó xuống giếng mờ bề nước không thấy đâu nhiều nhà trong làng vội dùng xào tre để khua khoáng ao trong vườn vì sợ thằng bé xa chân mụ hợi gào khóc ầm ĩ khiến cho lão doãn càng thêm rối trí lão cho người nhảy xuống ao mò tìm bằng được Hình ảnh con gái út nhà lão nhanh năm nào chới với hai bàn tay bé xíu khiến lão hoảng sợ. Bởi biết đâu, đó là sự quả báo. Nhằm giúp gia đình lão Doãn trên hệ thống loa truyền thanh của xã phát thông báo tìm trẻ lạc. Mọi nhà có trẻ nhỏ vội nhốt con vào trong nhà cho an toàn, cho đến khi hóng được tin ấy. Bà bồng dọn dẹp xong quán phở, liền ngẩn người ra ký ức đau thương dù cố quên đi lại hiện về bà nhầm tính nếu con bé hiên không vắn số bây giờ nó đã trở thành thiếu nữ ở tuổi 13 rồi thấy chồng vẫn chăm chú cộng tiền hàng bà bồng nhắc nhẹ hay là để tôi về nhà xem thằng bé có lạc vào không nhá dù sao hai nhà có hiềm khích rồi nhỡ ra thì lại tình ngay lý gian không buồn ngẩng mặt lên ông nhanh cằn nhằn con cháu nhà ai người đó trông nom mắc mớ gì đến bà mà phải la mô hớt nhìn thấy mụ hợi ngồi phệt ngay đầu dãy phố chợ vừa khóc vừa gọi tên thằng cháu nội bà bồng, cùng thân phận phụ nữ vì thế động lòng trắc ẩn mặc cho ông chồng ở lại trông hàng bà lặng lẽ quay về nhà sục sợ tìm kiếm cuối giờ chiều vẫn không thấy tăm hơi thằng bé đâu dù là kẻ kiên gan nhưng lão doãn bắt đầu hoang mang lo lắng ngồi trên bờ con mương nhìn mấy đứa cháu họ thả ống rồi dùng máy bơm nước ra khiến lão không còn hơi sức đâu nên đành dựa lưng vào gốc cây nhãn đợi nhìn cảnh của lão doãn bây giờ đúng như cảnh chó hóng tát ao vậy một kẻ trời không sợ đất không sợ điều gì cũng dám làm đến giờ nhũn như con chi chi vì lo sợ dính phải rớp của nhà lão nhanh ngày trước bà thìn rót nước cho khách nhưng không quên cập nhật tin tức gặp ai ba cũng nói về bí mật khéo gặp ma nó rù rồi giữa ban ngày ban mặt mất tích làm sao được một bà ngồi gần đó than vãn. Ây à, làng mình phong vận không tốt, chó mất đằng chó, giờ lại đến người nữa. Không biết thằng bé có bị hà bá lôi xuống dưới ao hồ không nữa. Cụ giáo thìn có thằng con nhỏ tuổi, bởi thế sau khi khóa cổng, liền chống gậy qua nhà lão doãn hỏi thăm. Tuy nhiên, tiếng khóc của con mụ hợi khiến cụ biết mình sang chưa đúng thời điểm cụ trống gậy ra quán nước ngồi nghe ngóng tình hình nhìn thấy lão doãn đầu tóc rũ rượi mặt mũi không còn thần sắc y như thằng chết trôi cụ giáo thìn nói lão ngồi xuống bên cạnh rồi gọi cốc trà đá đặt một bên sau đó cụ bấm đốt ngón tay nói theo như tử vi cho thấy thằng cháu nhà bác không gặp điềm dữ việc tìm dưới ao hồ là để an tâm thôi nhưng tôi đoán giờ này nó đang ở đâu đó như chết đuối vớ phải cọc lão doãn túm lấy cụ giáo thìn hỏi đủ thứ chỉ thiếu có việc quỳ xuống để tế sống mà thôi nể lão hàng xóm thường đối xử tốt với mình cụ giáo thìn xem thêm quả nữa rồi khẳng định Thằng bé thuộc cung thiên di Nó đi chắc sẽ quay về sớm thôi Người ta nói Nhân bảo như thần bảo Không sai Lúc trời trạng vạn tối Con trai lão doãn phi xe máy Chạy thẳng tới quán nước Sau khi thầm thì vào tai bố mình điều gì đó Khuôn mặt lão doãn thì bừng sáng Lão gọi mấy đứa cháu họ Yêu cầu ngừng tát mương Dù chưa rõ thực hư ra sao Nhìn về mặt lão doãn Khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm Tiếng mụ hợi gào khóc đã im bặt Như vậy Chứng tỏ thằng bé đã được tìm thấy Sau một ngày lo lắng đến mất ăn mất ngủ Vào tối khuya hôm đó Nhà lão doãn vỡ hòa niềm vui Khi thằng bé Phạm Thanh Bình đi lạc Được bố mẹ đón về Dù không còn sớm Nhưng bà con kéo tới ngôi nhà ở khu phố chợ chúc mừng họ phạm riêng mụ hợi cả ngày khóc thương cháu khản tiếng nên chỉ biết ôm thằng bé nói không thành lời cô mạn đi tiêm lợn về vội dắt con trai sang chia vui cùng vợ chồng anh chị đưa cho lão doãn mấy chiếc bánh giò còn nóng cô dặn dò thôi hai bác cả ngày lăn lộn đã mệt bây giờ mọi người ăn bánh rồi nghỉ sớm đi Cả ngày hôm nay em đứng ngồi không nghiêng vì chuyện này. Đúng là họ phạm, vẫn còn phúc lớn do tổ tiên đề lại. Giặt xong chậu quần áo, hoàn cùng mấy cô bạn cùng phòng tổng vệ sinh, dọn dẹp cho sạch sẽ. Dù sao buồn của nữ sinh viên, luôn đón khách đến chơi, nhất là phòng có nhiều gái đẹp. Ngay từ năm thứ nhất, trước mặt đông đủ mọi người, Hoàn đã quán triệt tinh thần phòng không những phải sạch, phải luôn có hoa và kẹo hoặc ô mai. Riêng chuyện kéo rido đô tâm sự sẽ bị dẹp ngay. Đám nam sinh chỉ được sang chơi duy nhất tối thứ bảy đến 9 giờ. Sau đó anh chị nào muốn tiếp tục tâm sự thì rủ nhau xuống sân hoặc đi đâu tùy ý. Với vai trò như quản phòng, bởi thế thứ bảy, mọi người ăn sớm hơn các loại phụ tùng phụ kiện của đám con gái sẽ được cất vào nơi kín đáo cây đàn guitar sẽ là bài kiểm tra về sự hào hoa của mỗi anh chàng dựng cô bạn gái tuyên quang dậy vương hoàn nói như ra lệnh vào rửa mặt mũi rồi chọn một bộ quần áo lịch sự mặc vào chút nữa tao đưa mày đi bắt vạ thằng sở khanh đó không để nó quất ngựa truy phong dễ dàng như vậy được mấy cô bạn cùng phòng xôn xao bởi xưa nay bọn sở khanh đã lặn thì có trời mà tìm được hầu hết mấy cô sinh viên nhẹ dạ đều âm thầm mách nhau cách giải quyết hậu quả thói đời ca thèm chóng chán là vậy trong lúc đợi hà vi thay đồ hoàn dặn mấy cô bạn hôm nay tặng ứng quỹ phòng mua thịt làm món muốn trả ta bắt vạ được tiền xong sẽ mang bù vào nhớ không cho mấy thằng sang ăn chạc dù chưa biết có bắt vạ được không nhưng cả phòng đều nhất trí việc lên hoan bún trà họ biết chút nữa thôi nếu mang thịt vịt xuống dưới sân nướng sẽ khiến nhiều phòng khác phải dòm ngó thấy hà vi soi gương thoa son hoàn gạt đi mày trang điểm làm gì cho phí son đi bắt vạ chứ có phải ra mắt bố mẹ chồng tương lai đâu nhanh không nó chuồn mất lại hoài công khi Hoàn cùng bạn xuống đến quán nước bà Tám, vừa nhìn thấy con xe xích lô gần đó, cô ngạc nhiên hỏi, cháu tưởng bác bỏ nghề lâu rồi. Gã dũng lờ mặc bộ quần áo bộ đội cũ, liền cười khá thoải mái rồi nói, hơ 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 hơ. Bình thường bác ăn mặc đẹp, ngồi con xe đê đê lượn phố, nhưng hôm nay chờ hai đứa đi tóm thằng Sở Khanh, mặc như vậy lại dở, khéo nó vu cho lão già ham gặm cỏ non rồi đi ghen tuông này nọ lúc đó dại mặt vừa đạp xe chờ hai cô bé sinh viên gã dũng lơ vừa thông báo thằng tưởng mán đi xuất khẩu lao động ở tiệp về thật nhưng nó thuộc dạ trên răng dưới cát túp hàng ngày ăn mặc bóng bẩy lượn con xe cúp của con bồ già đi cứ gái thằng đó sống cảnh chó chui gầm chạm. Mọi chi tiêu đều do con bồ già chuyên buôn phụ tùng xe đạp ở trong chợ rời chu cấp. Bây giờ mà lộ tin này, chắc nó bị ra đường đứng ngay. Chắc sống bẩn tính, nên dân chợ trời gọi là tường mám. Hà Vi ngồi im lặng trên xe, thăng tường hào hoa, phong nhã, hóa ra chỉ là kẻ bèm mép, nhưng biết được thì đã muộn. Biết bạn đang buồn, nên hoàn đành an ủi thôi quên ngay cái loại rè cùi tốt mã dài đuôi lại hai ăn cứt chó khẩn trương đang buồn nhưng hà vi phải bật cười vì sự ví von của hoàn cô khẽ nói nhưng tao có phải cứt chó đâu sau khi chở mụ bồ già vào trong chợ trời nhiệm vụ của tường mán là dọn hàng bày biện sau đó ra ngồi hàng nước chờ mụ ta sai đi lấy hàng hoặc làm vài việc vặt dù bị mụ bà la sát quản chặt như vậy nhưng tường mán vẫn dựa vào vẻ ngoài hào nhoáng của mình để la cả tán tỉnh mấy cô sinh viên tình lẻ địa bàn hoạt động ưa thích của y là khu vực thanh xuân bởi nó đủ xa để mụ già không bắt quả tang được đầu giờ sáng khu chợ trời đã tấp nập người mua kẻ bán Nơi đây được sánh ngang cùng ga hàng cỏ hay chợ đồng xuân về sự tụ hội của đội quân trộm cắp. Dần hành nghề hai ngón, thậm chí nó còn nhiều hơn cả bến xe Kim Liên. Có lẽ câu nói, một mét vuông chín chín thằng ăn cắp xuất xứ ở nơi này. Vì các loại đồ ăn cắp đều được mang vào các lò quanh chợ tiêu thụ. Người mua kẻ bán, nhẵn mặt nhau nên bỏ qua không chào hỏi đợi cho mụ bồ già quay sang buôn chuyện của người bán hàng bên cạnh gã tường mán chạy con xe cúp ra quán nước cạnh chùa vua để ngồi ba hoa chém gió lạ thói đời dù không giỏi đánh cờ nhưng gã thích cờ ngoài bài trong cho sướng miệng bước chân vào quán nước chưa kịp mờ miệng tường mán đã bị ai đó vỗ mạnh vào vai sau đó một giọng lạnh lùng ngay bên tai loại mán như mày có chạy lên rừng tao cũng tìm ra bây giờ mày tính giải quyết việc của cháu gái tao thế nào nhìn người đàn ông trạc tuổi trung niên với vẻ phong trần đang lừ mắt nhìn mình tường mán ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng y bất ngờ nhìn thấy hà vi cùng cô bạn xuất hiện trước mặt lúc này tường mán chỉ biết lắp bắp định giải thích gì đó không muốn động thủ với thằng nhãi ranh Gã dũng lơ phân tích Cháu gái tao Bị mày dụ dỗ Sau khi no sôi chán trẻ Mày tích đi lừa đứa con gái nhà lành khác Nếu hôm nay mà mày không đứng ra nhận trách nhiệm Chút nữa tao gọi con bồ già của mày ra nói chuyện Nghe nói Loại chuyên ăn gòi đàn ông như mụ dung minh Chắc sẽ không nhẹ nhàng tử tế như tao đâu Không biết tưởng mán chạy vậy Xoay tiền ở đâu nhưng Vương Hoàn đã cầm đủ số tiền dành cho việc đi điều hòa kinh nguyệt của Hà Vi. Thật ra, phải là đi nạo thai mới chính xác. Tuy nhiên Hoàn nói tránh để cô bạn khỏi suy nghĩ nhiều. Vốn là người ưa sòng phẳng, bởi thế Hoàn cấn trừ luôn số tiền liên hoan bún trả bữa trưa như đã hứa. Bởi việc ăn tươi ở phòng hôm nay là việc đột xuất, không nằm trong kế hoạch chi tiêu. Gần trưa, gã dũng lơ cho hai cô sinh viên quay lại ký túc xá lúc dừng xe dưới sân đã ngửi thấy mùi bún chả thơm điếc mũi ở trên phòng mọi người đang dọn chỗ để liên hoan tất cả chỉ còn đợi vương hoàn cùng hà vi quay về mặc cho vương hoàn tha thiết mời gã dũng lơ từ chối không lên tầng ăn bún chả cùng đám sinh viên gã nói thật lòng bác chỉ khoái uống rượu nói chuyện với thầy của cháu vì nó thú vị còn ngồi ăn với đám sinh viên lại nhức đầu thôi bác về không mọi người ở nhà đợi cơm khi nào rảnh hay có việc gì cứ chạy qua đừng ngại trên đường đạp xích lô về nhà do tầm trưa nên con đường nguyễn trãi tương đối vắng vẻ gã dũng lơ vừa đạp xe vừa nghêu ngao hát xì <laughs> bồ Bố phi dê mẹ cũng phi dê đẻ con đèn xì Không hiểu sao Chỉ hát bài nhạc chế Nhưng mắt của gã ướt nhòe Có lẽ khi có tuổi Nên con người từng dễ bị xúc động mạnh Dù lời bài hát về đứa trẻ gốc phi châu Nhưng gã thoáng chảy lòng Vì những lời đàm tiếu về mối quan hệ cha con của gã với thằng Ivan Lời nói nhiều khi còn sắc hơn cả dao kiếm là vậy. Đã nhiều lần ngồi uống rượu một mình, gã tự nhủ. Thôi, mặc cha bọn rỗi việc. Đến nước này chỉ có đạp lên dư luận mà sống. Nghĩ vậy, nhưng gã vẫn thấy đau nhói trong tim. không giống như mọi nhà hay nuôi chó xích gần cửa để canh nhà gã tư phèn nuôi con chó phú quốc thường thà trên sân thượng lúc trời mưa nó sẽ rút vào bao tài để ngay dưới hiên nằm cho ấm còn bình thường nó nằm ngách mõm để canh chừng phía trước cửa con chó này tinh khôn lại không hay sủa hóng chỉ lúc nào cảm thấy kẻ lạ mặt làng vàng gần cửa nhà nó mới sủa đang nằm ngủ chợt nghe tiếng chó gầm gừ gã tư phèn bước nhẹ lên gác xép rồi mở cửa chui ra sân thượng để ngó xuống phía dưới do đoán trước tay bương xoái sẽ điều lũ đàn em tới dằn mặt bởi vậy tư phèn không mở cửa nhà gã thường biết bọn này cậy đông lao vào đánh táp lô sẽ chống đỡ vất vả bởi vậy gã chọn cách phục kích từ trên cao giữa ánh trăng khi mờ khi tỏ Gã tư phèn đếm được cả lũ có sáu thằng tất cả. Dù không nhìn rõ mặt từng đứa, nhưng tư phèn đoán ngay, thằng mạnh chó là kẻ cầm đầu. Đợi cho mấy thằng ôn vật lặng lẽ tiến lại gần. Gã tư phèn rướn người, bắt đầu một trận mưa củ đậu xuống phía dưới. Vốn không thích mấy trò giao kiếm, bởi thế gã trung thành với chiến thuật. Ba năm võ tàu, không bằng một trầu củ đậu. Không chống đỡ nổi đòn đánh hiểm và bất ngờ, sáu thằng ôn vật vứt đồ bỏ chạy. Lúc này mạnh chó và một thằng khác bị chảy máu đầu do dính viên gạch nửa. Những thằng khác đều thảm không kém. Đợi cho bọn lưu manh biến mất, gã tư phèn cầm đèn pin ra xem xét kỹ mọi thứ. Nhìn vết máu tươi đọng trên mặt đất, gã biết bài học dạy cho bọn này tuy nặng tay nhưng cần thiết. Lục trong chiếc túi vứt lại có chiếc khóa dây Tư phèn đoán bọn này sẽ dùng để khóa cửa. Chúng muốn chặn đường thoát thân của mọi người. Bên trong túi còn có mấy chai bom xăng. Nếu không ngăn chặn kịp thời, bọn này sẽ đốt rồi ném qua lỗ thông gió. Dù lượng xăng không đủ gây cháy nhà, nhưng trong lúc hoảng loạn vì không mở được cửa, rất có thể người trong nhà dính bỏng khi lửa bén vào đồ vật. Thấy bương xoái giờ cho hèn với mình, gã tư phèn nhếch mép cười thầm nghĩ. Hừ, <laughs> hóa ra mày chỉ là thằng lưu manh, đầu đường xót chợ, xói ca gì chứ? Sáng hôm sau, lúc ngồi ăn, tha hỏi chồng. Đêm qua, em nghe thấy tiếng gạch đá ném ở phía ngoài, không biết có chuyện gì không? Gã tư phèn gạt đi. Ôi giời, chắc mấy thằng nghiện ném chó để sơi, mình bận tâm làm gì? dọc khu tập thể thành công có nhiều hàng bán đồ ăn sáng tuy nhiên đa phần hàng quán phục vụ bà con bình dân với những món ăn đơn giản chính vì thế bương xoái từng diện bộ đồ bảnh bao rồi lượn sang phố láng hạ ăn cho xứng tầm vị thế của một đại ca đã thành thói quen hàng cháo lòng tiết canh luôn là ưu tiên số một không hẳn vì đồ ăn ngon bương soái thích uống rượu bên đĩa lòng và ngắm nhìn cô chủ quán lúc nào cũng hừng hực như hỏa diệm sơn vậy. Ngắm nhiều đâm nghiện, đã thế lại thèm ngắm tiếp. Và vậy, bương soái muốn chinh phục người đẹp cho thỏa nỗi thèm khát của mình. Mới chớm hè, nên buổi sáng chưa nóng gay gắt. Gã bương soái ngồi trên con xe jeep mui trần, lướt nhẹ sang quán của người đẹp. Con xe này y được một chủ gara sửa xe ở Thanh Xuân gán nợ do thua bạc. Ngồi trên xe lượn lờ cũng là cách y dạ oai vũ lũ đàn em và dằn mặt những kẻ có mưu đồ xâm chiếm địa bàn của mình. Kể từ ngày sai tứ đại thiên vương phụ trách mạng cho vay nặng lãi, tổ chức đánh bạc, chăn gắt, gái mại dâm, bương soái vẫn muốn chiêu nạp thêm một kẻ có sừng, có mỏ để phụ trách việc phân phối thuốc cho mấy con nghiện và đi thanh toán các đối thủ cạnh tranh dừng xe trước cửa quán cháo lòng tiết canh. Bương xoái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô chủ quán xinh đẹp, có bộ ngực ngồn ngộ. Mỗi cử chỉ của người đẹp như khiêu khích vậy. Hồi mới về nước, bương xoái nghe lũ đàn em kháo nhau. Cô chủ này đã trải qua hai đời chồng, nhưng đều nửa đường đứt gánh. Có lẽ do người đẹp căn cao số nặng. Nhưng nhiều khi do mấy gã kia hụt hơi nên không có số hưởng đợi cô chủ quán bưng đĩa đồ nhắm cùng chai rượu đặt lên bàn. Bương xoái lướt mắt điểm danh rồi đọc to một cách phấn chấn. Có hành trần, có cuống họng, có tràng, cổ hũ, có gan, rồi và lòng xe điếu. Tuyệt vời, nhưng thiếu bắt mắm tôm em nhé. Khi mọi thứ bày biện đầy đủ, lúc này gã đại ca xoa tay một cách khoan khoái, nhưng chưa ăn ngay Y còn bận ngước mắt đưa tình trước đã Chút nữa Có rượu Y muốn người đẹp trưa nay sẽ nâng khăn sửa túi cho mình Vừa chấm miếng lòng non và bát mắm tôm Phía sau lưng bương xoái Đã có giọng đầy mỉa mai chọc tức Mẹ kiếp Trong bãi rác thành công Ngày nào chả có xác lợn gạo chết trương phẩy Nếu dùng dao mổ phanh ra Chắc chàng Cổ hũ hay lòng xe điếu y chang nữa này Bương xoái Tính cho cả bát mắm tôm vào mặt thằng mất dạy nào dám phá hỏng bữa ăn sáng Bởi vì nghe xong khiến y phát tở Không buồn đụng đũa Bỗng nhiên từ phèn lô lô xuất hiện gã thàn nhiên ngồi đối mặt Với tay trùm xã hội đen của cả khu vực xóm liều Không cần bương xoái mời mọc Gã tư phèn thò ngay bàn tay cáu bẩn vào đĩa thức ăn Gã dùng mấy ngón tay vạch vòi Để chọn miếng ngon cho mình sau khi bới chán chê, Tư Phèn lắc đầu, tỏ vẻ chê bai. Chỉ tay vào đĩa lòng, lúc này như một đống lộn xộn gã nói. Nhiều khi, miếng ngon tận miệng còn không kịp ăn là vậy. Đại ca như ông mà kham khổ tan tiện quá, bao sao nuôi toàn lũ đàn em giặt dẹp. Biết gặp phải đối thủ xứng tầm, bương xoái tím mặt nói. Ông muốn gì? nói thẳng ra vòng vo nghe phát chán gã từ phèn lạnh lùng nói từng câu một hôm qua tôi chưa nói rõ nhỉ đứa nào động đến vợ con thằng này sẽ gặp hạn mấy tội buôn hàng cấm hay tổ chức đánh bạc nếu thằng này phím cho công an là cả lũ chó tàu suốt ngay mẹ kiếp đừng thách nhà giàu hút tương định nửa đêm cắn trộm không ăn thua bương xoái rót hai chén rượu rồi thản nhiên nói chắc anh em hiểu lầm chút thôi nào cạn chén không cầm chén rượu mời gã tư phèn phùi tít quần đứng dậy trước khi rời quán gã nói nhỏ cho hai người đủ nghe tôi đéo thích uống rượu với bọn chuyên đánh lén có cần cho bắn tin cho bọn hải phòng lên đây ngồi uống rượu cùng không bương xoái ngồi im không nhúc nhích dù muốn hô đám đàn em cầm dao chém xả vai gã tư phèn nhưng y lại trùn tay bởi hóa ra gã này biết nhiều hơn y nghĩ ngày xưa do tranh chấp làm ăn bên tây đức dù đang kiếm được nhưng bương soái phải bật bãi về việt nam nếu không đám giang hồ gốc hải phòng bên đó sẽ làm thịt không ngờ chuyện tận bên trời âu lại bị thằng đạp xích lô sống tạm bợ trong xóm liều biết được nếu như vậy tung tích của y dễ bị đối thủ mỏ ra bữa sáng chưa ăn đành bỏ dở định gã gẫm người đẹp trưa nay một đập ăn quan nhưng đành gác lại bương soái suy tính kỹ những bước đi tiếp theo bởi dù sao nhiều khi vừa còn thua thằng liều là vậy Biết chưa phải là lúc ăn thua đồ với thằng đạp xích lô, bường xoái vẫy tên đàn em vừa phi xe tới. Y ra lệnh. Mày đi xem thằng mạnh chó cùng mấy thằng kia sao rồi. Nhớ thông báo dừng việc gây chuyện với thằng tư phèn lại. Gã đàn em rụt rè hỏi. Ơ, ờ, như vậy nghĩa là làm sao hả đại ca? Đảng điền tiết tương xoái gầm lên. Sao ở trên trời đó? Ăn gì mà ngu thế? Hỏi nhiều, biết gần 5 giờ sáng Ông nhanh thức dậy đi lấy xương và thịt bò Do quán tiêu thụ không nhiều Nên đầu mối bán buôn không chờ đến tận nơi Kể từ dạo đứa con gái lớn mua cho con xe bà ta, Khiến ông đỡ phải lóc cóc đạp xe hơn 10 cây số Cả đi lẫn về Còn bà ta những năm 80 Thường dành cho những nhà có điều kiện Ngày đó ông phó chủ tịch huyện về làng dự hội nghị Có chạy con xe này khiến nhiều người trầm trồ thán phục. Tuy nhiên khi nền kinh tế khởi sắc, con xe này chỉ còn thích hợp chạy ở các vùng quê. Dân thành phố chuộng xe Honda Cúp hàng bãi được cánh thủy thủ tàu viễn dương mang về. Không giống như em gái học trường cao đẳng sư phạm thường tín vẫn phải xin tiền nhà, kể từ lúc học khoa Anh Văn đến nay Vương Hoàn tự cân đối thu chi tiền làm thêm để không phải dựa vào gia đình. Sau khi mua tặng thầy mình con xe đi lại cho tiện, hoàn đầu tư cho bản thân con xe Honda Cup 81 đỉnh đám nhằm tiết kiệm thời gian chạy trên đường. Dù chưa ra trường, nhưng Hoàn đã có nhiều công ty đánh tiếng nhận về với mức lương khiến nhiều người mơ ước. Biết con gái giỏi giang nên ông nhanh tạm thời nguôi ngoai nỗi khát con trai. Giờ đây, vợ chồng ông lại mơ có cháu bế, dù chỉ là cháu ngoại nhìn cảnh nhà ông nhanh dân làng công nhận cuộc đời vốn ăn nhau về hậu vận bởi con cái lớn khiến cuộc sống mát mặt hơn trước họ vẫn biết nhà ông nhanh chỉ còn thiếu một thằng con trai như mong ước là mười phân vẹn mười những lúc nghe bà con bàn tán như vậy bà thìn hay nói ôi giào ôi ông trời không cho ai tất cả bao giờ cứ nhìn nhà ông Doãn là thấy ngay Con trai đó Kể từ ngày thằng cháu nội đi lạc Khiến lão Doãn sợ thoát tim Bây giờ đi đâu lão cũng dắt cháu theo Vì không tin bố mẹ nó nữa Lão cho rằng đôi vợ chồng trẻ không chu toàn bằng người có tuổi tác Buổi sáng Đang ngồi quán nước bà Thìn Lão Doãn thấy con xe xin được ca của công an huyện rẽ vào khu phố chợ Họ chạy thẳng đến cuối dãy Rồi dừng ngay cửa hàng bán vải nhà lão Đoán có chuyện chẳng lành Lão Doãn vội bế thằng cháu nội chạy về xem tình hình Lão sợ mụ vợ dính vào đường dây cầm bát họ Và cho vay lãi Chắc có đứa nào đi tố cáo Vốn tinh mắt Nên bà Thìn vội hét báo tin cho mấy bà rỗi việc Đang ngồi bệ trổi rơm Chỉ một thoáng sau Dân làng đứng chật cửa nhà lão Doãn Ai cũng nghĩ phép này mụ hợi bị vướng vào vòng lao lý do vạ miệng hoặc đầu cơ tích trữ hàng hóa. Phép này dính tội nặng. Lực lượng công an xã nhận được điện báo từ trước. Bởi vậy, họ mời ông trưởng thôn cùng cụ giáo thìn là hàng xóm qua chứng kiến bên công an huyện đọc lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nhà. Trái với dự đoán của mọi người, kẻ tra tay vào còng không phải mụ hợi, khi nhìn thấy thằng hiếu mặt cúi gằm ngồi trên thùng xe dân làng lại được một phen bàn tán đủ kiểu đến khi cụ giáo thìn chống gậy ra uống nước lúc này nguồn tin chính xác mới được tiết lộ hóa ra tuần trước thằng cu phạm thanh bình không đi lạc ở đâu chính thằng hiếu đã chờ con ra thị trấn gửi nhà người quen mặc cho bà nội thằng bé vật vã đau khổ, bà con trong làng đổ xô đi tìm. Còn nhiều nhà vội khoáng ao và nhòm xuống giếng để kiểm tra xem thằng bé có sầy chân không. Khi mọi hy vọng dần tắt lịm, Hiếu mới ghé tai lão Doãn nói nhỏ, thằng bé bị bắt cóc tống tiền. Biết nhà mình có điều kiện nên bọn bắt cóc đòi chuộc đúng năm cây vàng. Nếu không chúng sẽ bán cu thanh bình lên mạng ngược trong cơn hoảng loạn vì lo sợ mụ hợi lên mở tủ lấy vàng đưa con trai đi chuộc cháu nội về màn kịch này sẽ thành công mỹ mãn nếu thằng hiếu không nổi lòng tham vẫn thông tin con trai bị bắt cóc hiếu nhờ mẹ vợ đưa vàng cứu cháu để cầm tiếp năm cây vàng khi thằng bé đoàn tụ cùng gia đình trong niềm vỡ hòa sung sướng của mọi người hiếu trả công cho người bạn một đồng cân vàng tiền trông con trong một ngày và dặn bạn giữ mồm. Còn bao nhiêu, Đi đem trà nợ cờ bạc. Trong nháy mắt, 10 cây vàng đã tiêu hết sạch. Cụ giáo thiền uống ngộm trà, rồi thong thả kể tiếp. Mẹ vợ thằng Hiếu, từng là cán bộ huyện, nên quen biết nhiều. Sau khi nhận được đơn tố cáo việc bắt cóc trẻ em, bên công an bắt tay vào điều tra ngay không chậm trễ. Với đủ chứng cứ kèm lời khai của các nhân chứng, cơ quan công an đã bắt thằng Hiếu vì tội tống tiền. Điều đau lòng ở chỗ, nạn nhân của nó không ai khác, chính là cha mẹ đẻ cùng ba mẹ vợ. Dù bận bán phở, nhưng ông nhanh vẫn cập nhật đủ thông tin từ khách đến ăn sáng, không sót chuyện gì. Đợi cho dân làng bàn tán khắp nơi, chán chê mê mỏi. Đến buổi chiều, ra ngồi quán nước bà Thìn khi bắn điếu thuốc lào xong. Lúc này ông ngửa mặt nhà khói, rồi buông một câu. Đúng là ông rơi có mắt. Chở xong mấy quốc khách, gã tư phèn lượn ra bến xe Kim Liên. Không phải gã ham bắt khách ở đây, vì nó thuộc địa bàn của nhóm khác có người đỡ đầu rồi. Nếu không nắm luật, sẽ ăn vài quả mũ cối vào đầu. Tập xe sát vào bờ tường, gã tư phèn cho hai ngón tay vào miệng huýt sáo. Từ trong bến, có một đại ca đeo kính gọng vàng, mặc chiếc áo phanh ngực để lộ hình xăm con đại bàng bước ra. Gã đại ca nhảy luôn lên xích lô rồi nói, Phi ra ngõ tạm thương, làm vài chén cho đỡ háo. Trên đường đi, gã đại ca đeo kính vàng, hễ nhìn thấy cô nào xinh đẹp, liền ra hiệu. Ngay lập tức tư phèn lượn xe sát vào, để đại ca buông lời gạ gẫm, sau đó phá lên cười một cách khả ố. Buổi trưa, con ngõ bắt đầu có khách đến những quán quen. Gã tư phèn gọi đồ nhắm, rồi xoa tay, mời đại ca ngồi vào bàn. Tay này vốn là anh rể cũ của gã. Rót chén rượu cho người anh rể cũ, tư phèn tấm tắc khen thông tin của bác khiến thằng bương soái câm bặt ngay chắc nó không ngờ em biết được việc nó đang tránh sự truy sát bên tây đức lúc em bỏ đi ông con rời khéo đái ra quần vì sợ anh rể cũ của gã tư phèn là lão vinh mọi hiện nay là đại ca ở bến xe kim liên và sới bạc bên phố nguyễn quyền cách đây hơn hai chục năm lão vinh mọi lấy mụ ba hường là chị gã tư phèn nên hai người có mối giao tình kể từ ngày lão vinh mọi đi xuất khẩu lao động bên đức chị gã tư phèn là mụ ba hường ở nhà ngựa quen đường cũ vì thế đường ai nấy đi dù chia tay nhau nhưng thỉnh thoảng lão vinh mọi lại ghé chỗ mụ vợ cũ để chơi gái lúc đó quan hệ giữa hai người như mọi khách làng chơi bình thường chạm cốc với tư phèn lão vinh mọi nhắc với những thằng lưu manh như bương soái tốt nhất cậu nên tránh voi chẳng xấu mặt nào tuy nhiên nếu cần động thủ phải đánh rắn dập đầu nếu không nó quật lại không gượng được biết lão anh rể cũ có ý tốt nên gã tư phèn gật đầu nghe theo gã nói nhỏ thằng đó thích ngồi mát ăn bát vàng vì thế suốt ngày lượn lờ đi chim gái trên con xe jeep cũ kỹ mọi việc trong khu bãi rác nó khoán trắng cho bốn thằng đệ tử thân tín bố khỉ lại dám xưng là tứ đại thiên vương bọn đó đối với em một đạp thì thiếu Hay đạp hóa thừa gã tư phèn kể hôm trước thằng bương soái có gọi em về phục vụ dưới trướng việc nguy hiểm nhất là buôn bán ma túy nó sẽ thảy cho em con tiền lãi nó hưởng hết nhỡ chẳng may bị công an vịn Lúc đó cầm chắc là dựa cột Hoặc đi tàu suốt Chắc nó cay cú em từ chối Nên chơi cho bẩn Ai ngờ em đập lại không trượt phát nào Hiện nay lũ đàn em giặt dẹo của nó Nghe nhắc đến tư phèn Là kinh hồn tán đờm ngay Gọi thêm đĩa cổ cánh Lão Vinh mọi gật gù. Cậu từ chối là đúng Bọn đấy tình nghĩa gì đâu Có ngày nó thí tốt là mình lãnh đủ Thôi nghe anh Cứ chân chỉ hạt bột mà kiếm ăn Giang hồ hiểm ác Dễ vào nhưng khó ra Dòng đời xô giặt Nên anh chấp nhận Khi rượu đã ngà ngà say Lão Vinh mọi cười khùng khục nói <laughs> Kể ra Cuộc đời lắm lúc éo le Giờ anh mỗi lần muốn đi tàu nhanh giá rẻ Lại mò ra chỗ bà chị của chú Ai... nói không ai tin Nhưng anh vẫn bị mũi chém đẹp Nhiều lúc thấy mình say Còn điêu hăng lớn rót thêm chén rượu cho lão vinh mỏi Gã tư phèn tặc lỡ nhận xét Bãi vay tiền của mấy đứa em ruột còn bung nữa là Mới gặp mặt vợ em Đã gạ về đầu quân Làm bồ lạc mới khiếp Đầu giờ chiều Tư Phèn chờ Lão Vinh Mọi từ ngõ tạm thương về Hồ Ha Le. Khi dựng xe trước quán nước của mụ Ba Hường, gã hất hàm hỏi. Hôm nay có nhặt được con bò lạc nào không? Mụ Ba Hường trợn mắt nhìn em trai rồi nói ngay. Chị mày, lúc nào chả có. Nhưng xin tiền trước đã. Đầu tháng không chơi gái chạc được rồi suối quầy cả hai chín ngày còn lại. Thành toán tiền xong, gã tư phèn đánh thức lão vinh mọi rồi nói bác làm quốc tàu nhanh cho giã rượu tiền nong em thanh toán xong rồi đến lúc này mụ ba hường mới biết thằng em trai đi trả tiền chơi gái cho lão chồng cũ nhưng với mụ tiền nào cũng là tiền bởi thế mụ réo to con đi ân đâu rồi mau giúp ông nội mày về chăm sóc nhận được ám hiệu của mụ ba hường một cô gái ăn sương, có bộ mặt dạn dĩ, bước từ phía gốc cây tới chỗ lão vinh mỏi. Nhìn hai người dìu nhau vào con ngõ nhỏ bên phố Hồ Xuân Hương, mụ ba hường ngạc nhiên hỏi. Ơ, ờ, dạo này có vẻ thân thiết quá nhỉ? Đã vậy, còn chăm sóc cả nhu cầu sinh lý của nhau. Trước khi nhảy lên con xe xích lô đạp về, gã tư phèn lừ mắt quắt. Bà như chim lợn ấy, kêu lắm rác người Làng văn xá bắt đầu thay ra đổi thịt từng ngày Nhà bà hai tính xây nhà đã đánh dấu việc cả làng không còn nhà tranh, vách đất Chỉ còn vài căn bếp vẫn lợp, mái lá gồi Người làng những ngày nông nhàn đã biết rủ nhau ra Hà Nội làm thuê Công việc của cánh phụ nữ thường là mua bán đồng nát, đi phụ việc tại các cơ sở gia công, đám đông thường đi theo chủ thầu xây dựng, nhận việc. Tiền nhiều, nhưng thói hư tật xấu trên thành phố cũng du nhập về làng như một điều tất yếu. Bà Thìn dọn hàng xong, cũng vừa lúc nắng chiếu trói trang từ phía sau lưng. Bà căng tấm bạt cản nắng, rồi đập đá, cho vào phích như mọi ngày. Ông chủ tịch xã Đào Minh Thắng, giờ đây đã lên chức phó chủ tịch hội đồng nhân dân huyện. Vì thế bắt đầu bình dân hơn trước Hôm nay Đợt ngày nghỉ Nên ghé quán bà Thìn làm chén nước Vốn trưởng thành từ công tác đoàn đội Bởi vậy khi lên huyện công tác Đi đầu ông cũng tự hào khoe Đã góp phần ngói hóa cho quê hương Ngồi nhàn nhã thường trà Ông Thắng nói với bà Thìn Làng mình chỉ dăm năm nữa thôi Sẽ là điểm sáng văn hóa Là cờ đầu về mọi phong trào của tỉnh Tới đây, nếu có thêm thư viện và bưu điện xã nữa, lúc đó văn minh hiện đại, kém gì thành phố. Bà Thìn ấn tuốc năng cho chiếc quạt điện cơ tỏa gió mát đều cả chủ lẫn khách. Biết ông cán bộ, quen đọc báo cáo và khoe thành tích, nên bà nói ngay. Bằng thành phố, về cuộc sống thì chắc chưa được, nhưng bằng thành phố và tỉnh, về tệ nạn, chắc cũng ngang nhau làng mình bây giờ chết vì sốc ma túy có bị công an bắt về tội lừa đảo tín dụng cũng có khéo phạm nhân ở nhà tạm giam trên huyện hay tại trại giam của tỉnh nếu nhận đồng hương văn xá tôi đoán chắc phải được một chi bộ xóm chứ không ít ông thắng biết rõ bà thìn vẫn ấm ức chuyện chia đất ở khu phố chợ từ hồi ông còn đương chức bởi vậy ông lờ đi coi như không nghe thấy. Ngược lại, bà Thìn không muốn đón vị khách vãng lai. Năm thì mười họa mới ghé quán, bởi hễ thấy mặt ông quan huyện ngồi phèn phẹt ở đó, y như rằng đám khách quen không buồn dừng chân. Nghe tay thắng nói một cách đầy tự hào, nhiều lúc lão doãn thường chép miệng nói, chẳng may cho ngáp phải ruồi, hay hớm gì mà khoe khoang thành tích sau đợt thằng con phá ra chi từ lừa vàng, khiến nhà lão phải lạy lục bà thông gia viết đơn bãi nại, cộng thêm một khoản trà thuốc không nhỏ. Thằng hiếu được tạm tha, nhưng án tại hồ sơ vẫn treo lơ lửng trên đầu, điều làm cho lão doãn thấy đau lòng hơn cả. Cô con dâu đã ôm con về nhà mẹ đẻ trên thị trấn, bởi vậy thú vui được dắt thằng cháu đích tôn lượn qua cửa nhà hàng nhà lão nhanh để trêu ngươi đã không còn không giống như mọi người. Cụ giáo thìn dù buổi tối hay thường trà tại Long Vĩ Thư Quán của mình, nhưng hễ rảnh, cụ lại chống gậy trúc ra quán nước ngồi. Mùa hè mấy năm gần đây, oi bức hơn trước, khiến cụ thấy khó thở. Đây là hệ quả của việc bê tông hóa mọi đường làng ngõ xóm, cũng như đô thị hóa nông thôn. Bây giờ nhiều nhà trong làng đã lấp ao để xây nhà, những căn nhà ba gian hai trái truyền thống nhường chỗ cho nhà máy bằng hiện đại vốn là người hoài cổ nên cụ tiếc những hàng rào ngăn cách chỉ là những hàng rào tre có trồng mấy cây leo cho xanh mát thế hệ mới lại thấm nhuần câu yêu nhau rào dậu cho kỹ bởi vậy họ xây kín cổng cao tường luôn mỗi nhà như một pháo đài khác nào trên thành phố đợi cho ông Thắng khoe khoang thành tích vẻ vang của làng, của xã xong. Cụ giáo thìn chậm rãi nói. Làng xóm khang trang hiện đại là mừng, nhưng hai chục năm nay trường học không được xây mới. Hệ qua một trận mưa là cô lẫn trò bi bóm lội từ ngoài vào. Phòng vận như thế tôi thấy không ổn. Cụ giáo thìn nói thay lời tâm sự của người vợ trẻ, bởi mỗi lần vợ đi dạy về, nhìn ống quần phải sắn cao là cụ không ưng. Bởi theo cụ là thầy cô giáo phải chìn chu mọi nhẽ, khổ nỗi sân trường ngập nên muốn cũng không được. Đợi cho ông quan huyện nhấc mông đi về, bà thìn hắt chén nước thừa rồi lầm bấm. Bao năm vẫn mắc bệnh nói hay như đài vẫn biết rõ vấn đề khúc mắc từ việc chia đất nên cụ giáo thìn không góp lời cụ giờ đây có thú vui dạy thằng con trai mấy câu tiếng pháp cho vui cửa vui nhà còn việc tập đọc tập viết để hết hè đến trường đã có cô vợ trẻ đảm trách nhiều lúc nhìn con vẫn còn bé dại cụ giáo thìn thoáng một nỗi lo mơ hồ cụ sợ ngộ nhớ chẳng may cụ đi sớm quá cô vợ trẻ không chịu nồi phòng không gối chiếc lúc đó cu gia đạo sẽ phải sống cùng người bố dượng gặp người tốt không sao gặp phải thằng vũ phu thì lại khổ hai mẹ con chớ kể thằng chồng đó dẹp hết bàn thờ hương hỏa của dòng họ nguyễn để nó làm bá chủ có mà đại loạn là người thông kim bác cổ. Cụ giáo thiền nhớ rõ, ngày xưa bên xứ tàu, nếu hoàng đế băng hà, trong khi thái tử lên ngôi còn bé quá, để tránh sự lạm quyền, nên họ lập ra mấy vị cố mệnh đại thần, nhằm giữ vững vương quyền cho nhà vua. Đến lúc con khôn lớn, cụ tuy là phận thảo dân, nhưng vẫn đau đáu chuyện tìm người để trao gửi thằng cu, phòng khi bất trắc Gần trưa, lúc cụ giáo thiền thấy máu dồn ở chân, do ngồi lâu, cụ đưa tay xoa bóp cho máu lưu thông trước khi đứng dậy. Bất ngờ, một con xe máy đỗ xịch ngay trước mắt. Ngước nhìn cô gái ngồi trên xe, đeo chiếc kính râm, choán gần hết khuôn mặt. Cô này đội chiếc mũ bỏ, nên hiện thời cụ không nhớ ra. Tuy vậy, khi giọng tiếng Pháp lại pha âm điệu tiếng Anh cất lên, cụ giáo thìn biết ngay cô học trò của mình về thăm nhà vương Hoàng nhắc cụ thôi cụ lên xe cháu chờ về cụ chống gậy đi từ giờ đến rằm tháng 8, không về đến cửa cụ giáo thìn lắc đầu nói ngồi sau con xe bình bịch của chị khéo tôi hạc giá tiên du sớm vì đâu tim thôi mời chị về đợi tôi ở nhà Hoàn dựng xe trước quán phở bò Hà Nội của gia đình. Cô để con xe Honda Cup 81 ngay cạnh con xe Ba Beta, rồi lấy chiếu phủ lên che nắng. Trước khi qua nhà cụ giáo thìn chơi, Hoàn dặn bà bỗng. Trưa nay, con không ăn cơm nhà. u nhá, người mua thịt bò đã thấy chán rồi. Không bận tâm sự ngạc nhiên của mọi người, Hoàn mở chiếc nồi áp suất mang từ Hà Nội về. Từ bên trong, mùi rượu mận thơm ngào ngạt bốc ra hoàn nói nhỏ chó trên hà nội nhiều lắm con rắc tí bà là chết chục con luôn múc cho thầy u một bát to sau đó hoàn bê nồi áp suất sang bên nhà ông giáo thìn nhìn theo đứa con gái tự tin quyết đoán bà bồng nói với chồng bà hoàn may có cụ giáo thìn dạy dỗ cho từ bé nên học hành giỏi giang còn bà Hạnh được cái cần cù bù thông minh. Không biết sau ra trường có xin được việc như chị gái không? Buồn nỗi, nhà này hai chị em không có sự gắn kết cùng nhau. Đúng là cha mẹ sinh con, rời sinh tính. Sau khi mâm bát đã dọn sẵn, Hoàn đưa cho cu gia đạo khoanh giò rồi nhắc cụ nam cao đã dạy trẻ con không được ăn thịt chó nhớ chưa rót cho sư phụ chén rượu nếp cầm hoàn cùng cô giáo thắm uống chung một chén cụ giáo thìn lâu lắm mới được thưởng thức món rượu mật nên tấm tắc khen thịt chó mềm riêng mẹ nêm rất vừa đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn thật còn mẹ này tường hồng khoản nấu ăn thế mà khá hoàn bĩu môi thôi cũng không phải mát mẻ nữa cháu biết tài nấu ăn của mình đến đâu rồi do biết thân biết phận nên cháu chọn đúng hàng thịt chó ngon có tiếng ở đường láng để mua họ làm chó rồi thôi rơm ngay tại vỉa hè cho khách tận mục sở thị không phải loại chó đánh vét nê như mấy mẹ vác cái làn bưng cái mẹt đi rong vỉa hè đâu ngồi ăn thịt chó. Nhưng Vương Hoàn vẫn không quên việc đang canh cánh trong lòng. Bởi vậy, cô trao đổi với cụ giáo thìn và cô thắm. Năm này, cụ 75 tuổi Tây, tự 76 tuổi ta rồi. Nhẹ ra đầu năm phải làm lễ mừng thọ mới phải. Nhưng bây giờ người ta còn cưới quanh năm, huống chi lễ mừng thọ. Cụ đợi cháu đi thực tập xong về nghỉ hè, sẽ làm cho hoành tráng. Lúc đó, cháu bắt lũ bạn cùng phòng về làm chân tiếp đón và hát những bài bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, đảm bảo hay mê ly rụng rốn, ăn đứt mấy cái bà vãi ở làng, suốt ngày ê a à mấy cái làn điệu trèo, phật chán. Cụ giáo thiền không quen lối phô trương, nhà cụ tuy đông con cháu, anh em, nhưng hầu hết là con cháu các bà vợ trước của cụ tránh mận. Lâu ngày không có sự đi lại đâm nhạc tình làm ra biết mời ai bây giờ thưởng thức món ngon quen thuộc cụ thùng thằng nói thôi chỉ đợi tôi bước sang tuổi tám mươi làm một thế cái thói đời hãy làm vội lại hóng biệt sư phụ tìm kế hoãn binh vương hàn quyên quyết không chịu cô nói ngay xưa chính cụ dạy cháu việc gì làm được phải làm luôn Ngày đó chậm viết bài ám tả bằng tiếng Pháp Cụ chàng gõ cho lùng đầu Nếu đợi thêm 5 năm nữa Lâu quá Khéo lúc đó cháu lấy chồng rồi Thôi cụ lên danh sách đi Cháu sẽ đi mời Mình không cần làm trong nhà cũ với bất tiện Tổ chức ở đây thì chật Cháu tính sẽ ngăn luôn lòng đường Rồi dựng dạp kê bàn ghế Ăn xong lại dọn dẹp nhanh thôi Trên Hà Nội Ở các khu tập thể Họ thường làm vậy hễ nhà nào có ma chay cưới xin sẽ dựng dạp ngay dưới sân cháu đi dự thấy rất tiện bởi lấy đâu ra nhà rộng lại có sân vườn như dưới quê mình biết tính của học trò nhưng cụ giáo thìn vẫn lắc đầu không chịu bởi cụ sợ tốn kém lại mang tiếng phú quý xin lễ nghĩa vương hoàn nhắc ngay cụ yên tâm khoản tiền chi cho việc đó để cháu lo Việc của cụ là chịu nóng một chút để diện cái áo dài đỏ chét ngồi ở sân khấu. Hôm đó bạn cháu mang máy ảnh về chụp cho, khéo lại thích bò sử. Hai thầy trò vừa ăn vừa đun đầy nhau. Cuối cùng, lịch làm lễ mừng thọ cho cụ giáo thiền được chốt vào ngày 20 tháng 6 âm lịch nhằm vào năm ất hợi. Việc nấu cỗ sẽ do bà Bồng cùng mấy người họ phạm đảm trách. Bà Thiền bán nước vốn mau mồm hay chuyện được giao nhiệm vụ tiếp khách cùng cô giáo thắm. Cái khoản bưng bê tiếp tân và tổ chức chương trình văn nghệ do Vương Hoàn và mấy cô bạn sinh viên cùng phòng thể hiện. Để cụ giáo thìn không đổi ý, Hoàn nhất quyết bắt cô giáo thắm phải chịu trách nhiệm động viên cụ ăn uống và giữ gìn sức khỏe cho ngày lễ trọng đại. Biết không từ chối được tấm lòng của học trò, cô giáo thìn đành chấp nhận nhưng xin góp tiền làm lễ vương hoàng nhất quyết gạt đi cô phân tích cụ yên tâm món thực phẩm không mất tiền mua cháu đánh bà dăm con chó là có chục mâm đãi khách ngay gà quê rẻ mua thêm một bu là ổn dăm cân gạo nếp nấu sôi cháu xin đâu trả được rau hành củ đều có sẵn trong vườn khoản nấu cỗ lại đi nhờ hết như vậy kiểu tăng xin giảm mua nên không hề tốn kém Hai hôm sau, Vương Hoàn lại phóng xe lên trường. Cụ giáo thìn nhìn theo cô học trò, liền chép miệng nói. Không biết tôi còn sống để dự đám cưới của bà trẻ này không? Ông nhanh rót chén trà cho cụ giáo thìn rồi động viên. Cụ yên tâm, con sẽ giúp nó lấy chồng sớm. Vợ chồng con đều mong có cháu bế rồi. Cơn mưa kéo dài cả đêm, khiến cho nhiều người phải bị bõm trong nước để di chuyển. dò một vài nơi bị ngập cục bộ không tiêu thoát kịp. Cơn mưa dai dẳng đến gần sáng, vừa ngớt được vài tiếng, bất ngờ lại chút nước xối xả. Đúng đầu giờ sáng, làm cho những người đi làm phải đứng chôn chân ở phố Thái Hà, cũng như con đê La Thành. Trận mưa giúp cho đám cây xanh hiếm hoi trong khu xóm liều được gột sạch chất bẩn lâu nay, nhìn màu xanh trở lại. Không ai nghĩ, ngày thường chúng chỉ có màu xám bạc do bụi bám vào. Đã sống ở đây được vài năm, bởi thế thà có kinh nghiệm khi sắm cho mình một đôi ủng. Mỗi khi cần ra ngoài mua bán. Tuy vậy, hôm nay nhìn mây đen vẫn còn vần vũ trên trời, cô quyết định ở nhà phục vụ chồng con một bữa sáng tươm tất. Trời mưa, vì thế ngoài chợ cóc người mua kẻ bán đều vội vàng những gánh hàng rau không được tươi ngon vì do mưa dập nát tuy nhiên những bà nội trợ như thà đều thông cảm mọi người chọn mua không ai cất lời chê bai kể từ ngày biết việc chưa thể sinh con nhiều khả năng do chồng đã mấy lần thà định mở lời khuyên chồng mình đi khám để có hướng điều trị tuy nhiên nhớ lời dặn của bà gì nên cô chưa dứt khoát bởi thâm tâm cô vẫn ngại một điều nếu có thêm em bé trong nhà, ngộ nhỡ cu thiện bị ra rìa thì lại khổ thân thằng bé. Bởi có một người yêu thương và cảm thông, đâu dễ dàng gì. Ngồi kỳ cạch, luộc và nhề ốc, sau đó lại đào qua trên chảo mỡ, đến khi mọi người thức giấc, đã thấy nồi bún ốc thơm ngào ngạt. Màu xanh của đĩa rau, màu đỏ của những miếng cà chua, cùng những con ốc vàng béo ngậy, tất cả quện vào nhau như một bức tranh đầy màu sắc. Đó là chưa kể đĩa bún rối với những sợi trắng nổi bật giữa những gam màu kích thích mọi giác quan. Do mưa gió khiến cho mấy hánh hàng rau không có nhiều lựa chọn. Tuy vậy, trên đĩa sứ to bày trước mặt thà vẫn có đủ lá tía tô, lá kinh giới, hành lá, hành củ, hoa chuối và rau muống trẻ. Điều khiến cả tư phèn lẫn cu thiện hài lòng Đó chính là bát ớt trưng Được bày ngay giữa bàn Bởi hai cha con khoái ăn cay đến mức Nước mắt chảy Nhưng vẫn thích Khác với hai người Tha chỉ thoáng nhìn bát bún đỏ quạch Là tự nhiên thấy ngại Vì có biết ăn cay sẽ hại cho dạ dày Sớm nay thấy trời mưa Nhưng gã tư phèn vẫn phải cố đạp xe ra phố Thái Hà khi chứng kiến cảnh ôn tắc kéo dài gã biết cố không được nên quyết định quay về nhờ vậy gã được thưởng thức bát bún ốc nóng đúng ngày mưa lạnh trong lúc vừa ăn vừa suýt xoa vì nóng và cay xé lưỡi gã nói với cô thiện hôm nay chắc nghỉ một buổi ở nhà đọc sách nhé kiếm nhiều mà bố không thấy tiêu gì khéo sau này lại giàu nhất nhà đúng món bún ưa thích nên cô thiện sơi hai bát liền, mặc cho cay đến chảy nước mắt. Nhìn ngoài trời vẫn mưa, nhưng không còn chút nước như hồi sáng. Vì thế, thiện nói ngay. Trời mưa càng thích, vì ít người ra bới. Đã vậy, lại không bị bêu nắng, chỉ cần mặc áo mưa, đội nón đi ủng, rồi ra ngoài đó đúng giờ. Thấy con trai chăm chỉ đến mức đó, vợ chồng tư phèn chỉ còn biết kêu trời. Đúng như cu thiện nói, sau 9 giờ, trời bắt đầu ngớt mưa, xen lẫn những cơn mưa nhỏ ngắt quãng, trời đã bắt đầu hừng nắng và có gió. Không ngồi nhà đọc sách như gợi ý, thiện sò chân vào đôi ủng vì sợ nước ăn chân. Sau đó cầm bao tài và xiên sắt rời nhà, đi ra bãi rác. Nơi đó có đám bạn cùng nhiều thứ kiếm được đang chờ đón. Có lẽ Bãi rác chính là ngôi nhà thứ hai Nơi đó chứa nhiều mơ ước Nhưng cô cậu chưa muốn thổ lộ cùng ai Kể từ ngày đại ca mạnh chó Bị tư phèn đánh cho tơi tả Bọn trẻ bới rác thoát được kiếp nạn Cống nộp cho đại ca Giờ đây bọn chúng quý mến cu thiện Vì có ông mũ mạnh mẽ để dựa vào Sự tranh giành đã không còn Thậm chí cả hội còn rù nhau Góp tiền liên hoan Mỗi khi có được món hời nào đó dù sự kiện như vậy là tương đối hiếm vốn già trước tuổi bởi thế cu thiện chưa bao giờ hé răng việc ngày trước lần cu cậu may mắn nhặt được hẳn hai cây vàng nếu kể cho người khác chắc họ cười vào mặt vì lấy đâu ra vàng để vứt đi tuy nhiên với những người có thâm niên trong việc lăn lộn ở các bãi rác điều đó là sự thật không phải bàn cãi nhìn theo bóng cu cậu rời nhà đi kiếm tiền gã tư phèn cười sàng khoái nói với vợ thằng cu này có khí chất <laughs> ngày xưa bé hơn nó anh không được đi học vừa nứt mắt ra đã bị bà bô sắm cho chiếc ấm nhôm rồi bắt đi bán nước dạo trong công viên thủ lệ đến lúc khôn một chút thì ra bến xe kim liên bán nước cùng kẹo bánh thuốc lá khi đã gan to, lớn mật, lại theo đám bụi đời nhảy tàu, bán nước trên tuyến Hà Nội Vinh. Sau đó, nhảy tàu quay về. Nói chung là bôn ba đủ hết. Vốn là người tham công tiếc việc, nhìn thấy trời ngớt mưa nên thà nhấp nhổm, tính đi thu mua phế liệu bởi cô không muốn bỏ phí ngày nào. Tranh thủ lúc chồng đang vui vẻ, thà nhẹ nhàng nói. Em đi khám rồi bác sĩ nói mọi thứ bình thường hay anh không để vợ nói hết câu gã tư phèn lắc đầu một cách kiên quyết rồi giải thích bói ra mà đến viện lại đè ra đủ thứ tốn tiền lúc nào đến ngày tự khắc sẽ có con vốn không thích ngồi nói chuyện chừa đè cùng vợ gã tư phèn vội nhấc mông đạp xe đi kiếm khách bởi việc con cái không phải điều gã mong muốn. Dù không phải là kẻ vô tâm, nhưng Tư Phèn biết rõ việc mình có con là điều khó. Bởi tuổi trẻ, gã sống hoang dại như cây cỏ dại bên đường, không người dạy dỗ. Hồi đó, gã từng lang trả với nhiều phụ nữ bất hảo, đa phần là đồng nghiệp với mụ ba hường Ba chị gái có quá khứ đen tối. Thời xưa tệ nạn gái mại dâm không nhiều, Tuy nhiên, đầu những năm 80, khi nhà máy giấy bãi bằng do chính phủ Thủy Điển giúp đỡ xây dựng, có một làn sóng ngầm, những cô gái ăn xương, treo rào để qua đêm với các chuyên gia đến từ xứ Bắc Âu. Sức mạnh của đồng tiền khiến ai cũng nghĩ cơ hội đổi đời trong tầm tay, thậm chí có người còn hy vọng được bảo lãnh ra nước ngoài, sống cuộc đời sung túc, khỏi lo nghĩ điều gì. Ảo ảnh bao giờ cũng đẹp đẽ, nhưng thực tế luôn phũ phàng. Chính tư phèn được chị gái kể lại, có một cô gái còn vỡ xương chậu khi đang phục vụ khách Thụy Điển. Như vậy, tương lai sẽ bất định, còn trước mắt sẽ phải nằm viện dài ngày. Sau những đợt truy quét của bên công an, mụ ba hường cùng nhóm bạn hư hỏng lại dạt về Hà Nội vật vờ kiếm ăn. Chính giai đoạn này, gã tư phèn đã chung chạ với đám bạn của chị gái hậu quả cho việc trác táng đó đến ngày bằng việc gã bị nổ ống bô tuổi trẻ vốn chưa thấy quan tài nên chưa nhỏ lệ bởi thế sau khi dùng cả đông tây y kết hợp từ phèn lại có những ngày tháng trượt dài cho đến khi chuyển về khu xóm liều sau này bình tâm nghĩ lại gã thường réo con mụ chị gái cùng mẹ khác cha để chửi bởi có người chị gái như vậy nên gã hư hỏng còn khả năng có con là vô cùng mong manh theo lời của vị bác sĩ đang suy nghĩ lan man bất ngờ có hai thanh niên đi con xe mô kích tạt ngay đầu xích lô khiến tư phèn giật mình phanh gấp bực mình với hai gã đi ẩu nên gã định mắng mấy câu nhưng bỗng nhiên cánh tay gã như tê dại khi có ai đó chạm vào trong thoáng chốc tư phèn đã thấy mình bị khóa tay với xung quanh là hai thanh niên đi xe mô kích Họ cố tình tạo ra va quyệt. Trong lúc đó, hai người đi xe máy từ phía sau áp sát và điềm huyệt. Chưa kịp hiểu đầu cua tay nhau, một người đã rút tấm thẻ ngành màu đỏ rồi nói Chúng tôi là cảnh sát hình sự quận Đống Đà. Anh bị bắt khẩn cấp vì tội buôn bán, tàng trữ chất ma túy.